Xin chào toàn thể các khách hàng yêu quý của Việt Audio Hà Nội. Kính chúc quý vị có một buổi tối thật là an lành và nhiều niềm vui. Vâng, trước mặt các cụ, đây là một bộ dàn Sony cao cấp với cái hình thức rất là tuyệt vời, với cái mã hiệu là D500HD. Đầu tiên thì em xin nói qua về một số các cái thông số kỹ thuật. Đây là một bộ dàn nó tích hợp hầu như là các cái kết nối cao cấp và ra khá là nhiều cổng ăn chơi. Đầu tiên thì chúng ta có chức năng CD. Đó. Và MCD này có con mắt cực kỳ là nhạy. Bằng chứng là một cái đĩa 10.000 em mua ở chợ. Đọc từ đầu đến cuối không vấp một tí nào. Mặc dù cái mặt đĩa cũng khá là nham nhở rồi. Đó. Thứ hai nữa là có cái ổ cứng. Em nhớ không nhầm thì là ổ cứng mặc định của hãng bán ra là 80 GB và có thể nâng cấp lên 2 TB. Thứ ba là nó có các cái cổng kết nối. Ví dụ như cổng kết nối nóng của Walkman, máy nghe nhạc, Typhoon, xuất âm ra ngoài qua đường 3.5, audio in nó là đường AUX và trên đây là đường USB. Đằng sau này nó cũng có một cái cổng USB nữa và nó có thể kết nối trực tiếp với lại máy tính để chúng ta sao lưu, sao chép nhạc từ bên ngoài vào, hoặc có thể là chúng ta cóp nhạc từ CD vào trong ổ cứng qua cái nút HDD Rack này. Và khi bật cái đĩa CD lên, chỉ cần ấn một phát là tự nó copy thôi, cũng khá là nhanh. Một đĩa CD bình thường có dung lượng khoảng 60 đến 90 phút thì chỉ mất tầm khoảng 10 đến 15 phút là nó copy xong. Và cái chất lượng nhạc thì sau khi copy nó cũng không thay đổi đáng kể là bao nhiêu cả. Đi kèm với nó là hai cặp loa, à quên, là một đôi loa Buxell cũng cùng với lại model của dàn luôn. Có cái bát tầm 11, 12 và một loa Superchef bằng plastic. Công suất tiêu thụ điện nó khoảng 48W và maximum công suất ra loa khoảng 80W, trở kháng là 8 ohm. Đằng sau nó lại còn cả các cái cáp kết nối của máy chủ Emi Music và máy chủ Walkman. Đấy, như các cụ thấy đây. Đây là hai cái dây ra loa. Đây là cái đường USB, đây là đường LAN để kết nối với internet. Đây là quạt thông gió. Đây là hai cái đường dây ra của anten AM và FM. Nói chung là cũng khá là đầy đủ. Dây dợ là đi theo máy luôn. Và chúng ta có thể là điều khiển các cái chức năng cơ bản trên các cái nút bấm ở trên này. Màn hình thì có thể nâng lên hạ xuống được. Rất là tiện lợi. Một cái màn TFT, màn hình màu. Bây giờ thì em mời quý vị lắng nghe một bài hát. Em này có cái giải trầm nó rất là hay nhé, vì nó thiết kế cái lỗ relay trước cộng thêm với việc hậu của cái thùng rất là sâu, cho nên là nó tạo ra được một cái giải trầm cực kỳ là hay luôn. Giải cao, thiên sáng, trung âm, dịu và ngọt. Kích thước tổng thể thì nó rơi vào tầm khoảng 57-58 phân, hoặc là 60 phân đi. Chiều cao 25, chiều sâu thì khoảng 35, 33 đến 35. Về cái e-căng của nó thì em có thể em tặng quý vị một cặp e-căng khá là vừa luôn của hãng khác, bởi vì cái e-căng của nó qua quá trình vận chuyển nó bị gãy mất mấy cái xương cho nên em bỏ.
và có một cái cặp ấy căng rất là đẹp cũng của Nhật, để em sẽ tặng quý vị khi mà quý vị mua. Sau đây thì em mời quý vị lắng nghe khi mà đã cóp xong từ cái CD sang ổ cứng thì mời quý vị lắng nghe nhạc từ ổ cứng phát ra. Tên gọi tên, tình chưa độ bền.
dưng dâng từng tôi trọn đời. Người ơi người xin đừng ế ấp làm tim nghèo. Vâng, bây giờ với thể loại nhạc cụ thì sao nhỉ? Chúng ta test thử một bài bổ gõ nhé. Cuối cùng thì em mời các cụ lắng nghe một bản remix. Chẳng
khá là tuyệt vời đúng không quý vị? Ba giải rất là cân bằng, bát rất là tốt, tiếng hay. Và nó có thể chơi những cái không gian từ 10 cho đến khoảng 25 mét vuông, khá là ok. Đặc biệt những không gian nào mà càng có cái thể tích phòng cũng như là có cái chiều rộng cộng chiều dài nó dạng như kiểu là hình chữ nhật ấy, theo cái tỷ lệ 3:4 thì quá là ok luôn. Và cụ nào mà có nhu cầu bé em nó vừa ngắm vừa chơi vừa coi vừa xem thì là vui lòng alo cho em theo số điện thoại 0984511460. Em ở Hà Nội, ship hàng toàn quốc và luôn luôn khuyến khích khách hàng đến tận nhà vừa nghe vừa ngắm vừa soi và vừa bê về bằng tay cho nó an toàn ạ. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Các cụ thấy hay thì vui lòng cho em xin một like, một sạc và hãy đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật được những video mới nhất từ Việt Audio nhé.